Chủ đầu tư bàn giao thiếu diện tích cho tôi thì sao? Trường hợp 1, thiếu đến 8% diện tích theo hợp đồng mua bán. Ví dụ căn 60m2 là 6 x 8 bằng 4,8m thì chủ đầu tư phải trả lại số tiền nhân với đơn giá cho bên mua. Ví dụ căn 30m là 2,4m2 bằng với 8%. Trường hợp nếu diện tích thiếu vượt quá 8% thì bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên bán tức chủ đầu tư phải chịu phạt 30% giá bán căn hộ và thanh toán 100% số tiền bên mua đã thanh toán. Trường hợp nếu bàn giao thừa diện tích cho người mua thì người mua phải trả lại số tiền theo diện tích thừa.